Chương trình giờ thứ 9 xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn đã thường xuyên theo dõi chương trình của chúng tôi, thì chắc hẳn quý vị đã được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện, những nhân vật ở trong hoàn cảnh éo le, trớ trêu. Đó có thể là do sự sắp đặt của số phận, của định mệnh. Nhưng nhiều khi, đó còn là do sự cố ý, sự sắp đặt của bàn tay con người. Sự sắp đặt ấy có đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc hay ngược lại? Nó đem lại sự bất hạnh. Điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mà yếu tố cơ bản nhất chỉ có thể là sự chân thành xuất phát từ tình yêu mà mỗi chúng ta dành cho nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện khó tin về một cô gái, hay nói đúng hơn là câu chuyện về một sự phát hiện rất thú vị về mẹ chồng của cô. Sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần. Tôi là bệnh nhân, còn anh tới thăm người bạn của anh. Bạn anh ở cùng phòng với tôi. Khi anh bước vào phòng, tôi hoàn toàn không chú ý đến anh. Mặc dù tôi ở bệnh viện tâm thần, nhưng tôi không bị điên. Những ngày tháng đó là những ngày tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Nhưng tôi thì lại chú ý đến em. Em không có vẻ ngây dại, đờ đẫn với những hành động khó lường như đa số các bệnh nhân tâm thần khác. Tôi không nhận thấy em có gì khác biệt so với những người bình thường. Chỉ có điều em buồn hơn, với ánh mắt u uẩn nhìn xa xăm. Khi nói chuyện với bạn, tôi cố tình nói to để em quay lại nhìn tôi, nhưng em vẫn ngó lơ ra phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng thì tôi và anh cũng giáp mặt nhau. Đó là lúc anh chuẩn bị ra về. Vô tình khi quay người thì tôi chạm phải người anh. Anh quay lại nhìn tôi, cái kiểu nhìn chằm chằm khiến người khác mất tự nhiên. Đột nhiên, tôi cố ý dẫm vào bàn chân anh một cái. Anh nhăn mặt vẻ đau đớn lắm. Tôi nhếch mép cười một cách khoái trá. Đó là giây phút mà tôi không thể nào quên được. Tôi không hiểu vì sao tôi lại chú ý đến một cô gái đang ở trong bệnh viện tâm thần. Đúng là không thể tin được. Và với những thứ không thể tin được ấy, chúng ta thường đổ lỗi cho định mệnh. Và quả thực, định mệnh đã đưa tôi đến với em bằng một tình cảm chân thành. Trước khi gặp anh và yêu anh, tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ. Một cuộc hôn nhân để lại hậu quả nặng nề cho tôi, khiến tôi rất dễ bị kích động. Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Chồng tôi là con một, lại là con nhà giàu, nên được bố mẹ cưng chiều vô cùng. Khi tôi lấy anh, điều mẹ tôi sợ nhất là tôi không thể dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bởi mẹ chồng tôi là người ghê gớm, chanh chua và hay cậy mình là người có tiền. Và sự lo lắng của em không hề thừa. Nhà em so với nhà chồng giống như đũa mốc mà tròi mâm son. Mẹ chồng tất nhiên không ưa em. Bà nói trông em lệch lạc đến buồn cười, hoàn toàn không xứng đáng với con trai đẹp đẽ của bà. Em chỉ cười trừ mỗi khi nghe mẹ chồng nói vậy, để tránh những cãi vã không cần thiết xảy ra. Nhưng trong lòng em luôn cảm thấy tự ái. Tôi càng nhún nhường, mẹ chồng càng cố làm cho tôi khó chịu. Chồng tôi từ bé đã được mẹ yêu chiều. Lúc lấy vợ vẫn quen chuyện dựa dẫm và làm việc gì cũng hỏi ý kiến mẹ. Thế nên về cơ bản, chồng không và chưa bao giờ có ý định sẽ bênh vực tôi mỗi khi tôi bị mẹ chồng của trách và xỉa sói. Sau nhiều lần lục đục, em cũng đã chịu nín nhịn. Nhưng đỉnh điểm mâu thuẫn lên cao không gì cứu vãn được khi mẹ chồng là người khiến em bị sẩy thai. Bác sĩ đã dặn em rất khó mang thai nên phải hết sức giữ gìn. Mẹ chồng em thì lại cho rằng em lười biếng, không muốn làm việc nhà nên mới tự bịa chuyện ra như vậy. Tôi bị ngã cầu thang khi cố sức bê chậu quần áo lên tầng thượng để phơi. Việc bị sẩy thai khiến tôi chịu một cú sốc nặng nề. Mẹ chồng tôi vẫn điềm nhiên như không. Chồng tôi cũng chỉ hỏi thăm tôi qua quýt. Trước thái độ và sự quan tâm nhợt nhạt ấy, tôi biết mình không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này được nữa. Ngay sau khi ra viện, tôi làm đơn ly hôn và dọn về nhà bố mẹ đẻ. Đó là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân đầu tiên của em. Nhưng đó là quyết định đúng đắn.
Vì thế mà tôi mới có cơ hội đến với em. Một quãng thời gian sau đó, tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nặng nề. Tôi vẫn nằm mơ thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng trẻ con cười. Tôi chìm đắm vào những giấc mơ không thoát ra được. Thấy vậy, bố mẹ vội đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Nhưng việc điều trị không mang lại kết quả gì. Tôi phải uống rất nhiều loại thuốc, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm. Nhưng vẫn ám ảnh, vẫn mãi không rời khỏi trí óc tôi. Bố mẹ đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Và đó là nơi đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt nhau. Từ ngày gặp tôi, tinh thần em đã phần nào ổn định. Em không hay cười hay nói như trước nữa. Quen nhau trong bệnh viện và khi ra viện, em và tôi vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ nhau như những người bạn thân thiết. Hơn 3 năm sau khi cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ, bố mẹ tôi nói tôi nên tìm một mái ấm mới. Và người mà bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn, đó là anh. Anh đã ở bên tôi như hình với bóng. Mẹ tôi nói anh là một người tốt. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn lần nữa, vì tôi sợ phải sống chung với mẹ chồng. Cái câu nói em không thể cưới anh vì em đã hoảng sợ khi phải sống chung với mẹ chồng là lời từ chối em dành cho tôi khi tôi ngỏ lời. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước những gì em nói. Có lẽ ám ảnh về cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi không biết phải làm thế nào khác vì tôi đang sống với mẹ tôi. Mẹ tôi rất tốt, không giống như bà mẹ chồng trước đây của em. Nhưng làm sao tôi có thể giải thích cho em hiểu khi mà bà mẹ chồng cũ vẫn là nỗi khiếp sợ với em. Tôi từ chối làm vợ anh vì tôi không đủ can đảm, không đủ dũng cảm để thêm một lần nữa đối diện với mẹ chồng. Cho dù mẹ chồng tôi về sau này đối xử tốt với tôi. Mấy ngày này không thấy anh tới tìm tôi buồn lắm. Một nỗi buồn u uẩn. Nhưng có lẽ đó cũng là điều tốt để anh quên tôi đi, để anh đi tìm những cô gái khác. Nhiều khi tôi muốn gọi điện cho anh lắm, nhưng mà tôi không dám. Có lẽ tôi cũng dần phải tập làm quen với cuộc sống thiếu anh. Tôi làm sao có thể quên em được? Từ ấn tượng ban đầu cho đến những chia sẻ suốt thời gian qua, em mãi là người con gái duy nhất và cuối cùng tôi yêu. Những ngày này tôi không liên lạc với em vì tôi muốn dồn toàn bộ suy nghĩ để nghĩ cách nào để em đồng ý cưới tôi. Tất nhiên là anh không thể nghĩ ra được. Cho đến một hôm, điều đó khiến anh đau khổ vô cùng. May mắn thay, cuối cùng anh cũng tìm được mưu kế để tôi có thể kết hôn với anh. Thưa quý vị, trong câu chuyện của chúng ta, cô gái đã đổ vỡ hôn nhân. Cô đã sống trong trại tâm thần. Theo cô, nguyên nhân vì đã sống chung với mẹ chồng. Liệu cô có trở lại bình thường để tiếp tục cuộc sống của mình không? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi được phát sóng vào Chủ nhật tuần này trên kênh Lao Động TV.